Và chương trình hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một khách mời rất là xinh đẹp, rất là dễ thương, rất là sành điệu, đó chính là Diễm My. Diễm My xin chào quý vị khán giả và xin chào anh Đại Nghĩa. Bây giờ mình chào khán giả rồi thì mình có thể mình bỏ ra đục chút xíu được không em? Không được anh. Vậy xong được. Trời ơi, cái nó này quý lắm anh ơi, nó mắc tiền dữ lắm. Mỗi lần mà em đụng vô nó một cái là nó sẽ hư hao, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cái nón. Chị em, trời ơi, cái nón em làm như gì để mà sức khỏe của cái nón làm sao? Dạ, tại vì cái chất liệu của cái nón này nó rất là đặc biệt, nó rất là mắc tiền. Anh có biết cái nón này trị giá bao nhiêu tiền không? Cái nón này xin lỗi em, chứ thì anh biết là em là nghệ sĩ nổi tiếng thì đương nhiên cái nón nó cũng phải có giá chút xíu, nhưng mà chắc cùng lắm 100 mấy 200 ngàn gì. Cái nón của em á lên tới 200, mà là 200 triệu. Cái gì? 200 triệu? Dạ chứ sao. Trời ơi, anh không có tin đâu, nghĩ sao mà trời cái nón. Anh xin lỗi em nha, thì em đẹp, em đội cái gì vô cũng đẹp hết trơn á, nhưng mà nếu như cái nón này mà để không bên ngoài đó, anh dòm y như cái lòng bàn vậy đó, hoặc là cái nơm bắt cá vậy đó. Trời nghĩ sao 200 triệu? Anh có biết câu chuyện mà cô em gái phải dệt cho hai ông anh trai mình một những cái chiếc áo làm bằng cái sợi tầm gai không? Anh nhớ, nhưng mà không phải hai ông đâu, tới 7 ông lận. Đó, cái dây tầm gai đó là cái chất liệu làm nên cái nón 200 triệu của em đó. Và từ khi em mua cái nón này là em chỉ để ở đây thôi, em để yên ở đây thôi, em không dám đụng nó. Tại vì em đụng nó bị sức mẻ anh, nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị giảm cái giá trị của cái nón. Biết là vậy, hay là bây giờ em nâng niu hết sức có thể nha, em gỡ cái nón ra để người ta thấy mặt đẹp của em được không nha? Em thương anh Đại Nghĩa lắm á nha, em phải chiều anh nha. Gỡ ra, cẩn thận, ui da, ui da, ui da, nó đau, cái nón đau. Bưng, cầm lên em ơi, cầm lên. Sao vậy? Cái bà này nhìn thấy tưởng là mica, tưởng là kiến, tưởng là nhựa gỗ bình thường phải không? Không hề nha em nha. Cái thiệt ra bên trong nó là từ gỗ của cây đa. Ủa, cây đa em thấy nhiều mà. Ai nói cây đa bình thường mà em thấy nhiều. Cây đa chú cụi, hiểu không? Ủa, cây đa chú cụi là ở trên trển hả? Ở trên trển đó. Cái lúc mà ông cụi, ông bám cái gốc đa này nè, ông bay lên trên trời đó, hiểu không? Nó rớt là một cái nhánh cây. Cái người ta lấy cái nhánh cây đó đó, người ta giấu dưới đáy biển đó, người ta chôn sâu dưới lòng đáy biển bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm rồi. Rồi cái hồi mà cái tàu Titanic nó chìm đó em, đó. Xong cái tàu Titanic nó chìm ngay cái khúc cây đó, rồi một cái đoàn thám hiểm sau đó mới vớt cái tàu Titanic lên, sẵn tiện vớt luôn khúc cây đó lên. Người ta làm thành cái bàn này, cho nên từng tấc, từng phân, từng hột bụi của nó cũng giá trị vô cùng em à. Ủa nhưng mà sao em thấy cái bàn này nó không giống cây đa mà nó giống mica vậy anh? Thì thiệt là mica chứ lại gì? Ủa anh lừa em hả? Thì đó, thì phải vậy mới chặt lại cái nón của em chứ. Nói chậm anh lại nghĩ tí thôi, chứ cái nón này có mấy chục ngàn à. 200 ngàn là cao lắm. Nó thà nó vậy đi, bất công rồi anh em được cứ khoe của chặt chém nhau. Em chậm anh Nghĩa là tại vì hôm nay em muốn bàn về một cái chủ đề mà đang nóng sốt trong suốt thời gian qua trên mạng xã hội á, về rich kids anh, về những đứa trẻ nhà giàu á mà khoe từ trên đầu xuống dưới chân là toàn là giác hàng hiệu mấy trăm triệu không đó. Thật ra ban đầu anh không biết cái phong trào này đâu. Và đến khi tự nhiên anh thấy, ủa, trên Facebook á, có một số anh em nghệ sĩ làm những cái clip chế, những cái clip vui vui á, cũng khoe là cái áo tôi bận bao nhiêu triệu, cái quần bao nhiêu. Có lẽ là nhiều vị khán giả cũng sẽ không có biết về cái phong trào Rich Kids giống như Đại Nghĩa. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem coi đó là gì nha. Rich Kids tức là những đứa trẻ giàu có, nói về một trào lưu của những đứa trẻ ăn mặc những thứ đồ đắt tiền. Một cái khẩu trang giá 4 triệu, một cái ba lô giá 20 triệu đồng. Một đôi vớ vài triệu hay đôi giày có giá 60 triệu đồng. Nghe các bạn trẻ khoe giá của những món đồ mà không ít người lớn phải giật mình. Ngay lập tức, câu chuyện những đứa trẻ được mang ra bàn luận và nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nhiều người cũng hưởng ứng trào lưu Rich Kids bằng việc khoe giá từng món đồ trên người. Trước câu chuyện của những đứa trẻ giàu có, dư luận cũng nảy ra nhiều ý kiến trái chiều. Đó đơn giản là các bạn trẻ đang khoe với nhau những món đồ hiệu mắc tiền mình đang khoác lên người. Em thấy cái phong trào đó em không thích lắm. Nó làm cho giới trẻ nó bị sai lệch về cái suy nghĩ, có nghĩa là họ sẽ tin vào những cái giá trị ảo, những cái giá trị ở bề ngoài, những cái giá trị vật chất hơn là những cái giá trị về mặt tinh thần, về những cái cống hiến cho xã hội, về cái năng lực thực sự ở bên trong. Khoe khoang như vậy có thể gây ảnh hưởng cho chính bản thân mình khi mà những cái tội phạm, những cái người xấu tính họ có thể lợi dụng cái cơ hội đó mà họ cướp mình. Nhưng mà nếu như những đứa trẻ đó là thật sự con nhà giàu có thì nó có quyền nó khoe chứ. Không ai bắt mình là không được
mua đồ hiệu cả. Tại vì mình có điều kiện thì mình có quyền mua tất cả những cái gì mà mình muốn, mình thích. Thế nhưng mà em nghĩ là cái việc mua đồ hiệu là cho xài cho bản thân mình. Mình cố gắng trong công việc và tới một cái thời điểm nào đó mình đạt được một cái thành quả nào đó thì mình thưởng cho mình một cái món đồ hiệu. Cái đó là một cái điều rất là đáng để tôn trọng, đáng để nể trọng. Thế nhưng mà vì cái đồ hiệu để khoác lên mình chỉ để hơn cái người hàng xóm, hoặc là hơn cái người đồng nghiệp, hoặc là hơn cái người bạn của mình, thì em thấy cái điều đó không nên chút nào. Tại vì đó là không phải là cho cái hạnh phúc của bản thân mình, mà là vì cái sự khoe mẽ, cái sự khoe khoang nó tạo nên một cái nguồn năng lượng tiêu cực. Vì gia đình của các em nó quá có điều kiện đi. Một cái áo 5 triệu, 10 triệu thật sự không thành vấn đề đối với họ. Cho nên là cái việc mà em nó có một cái áo như vậy thấy quá là dễ dàng. Còn nếu như với những cái người lao động bình thường khác, một cái áo 500 ngàn thôi cũng làm người ta phải suy nghĩ. Thì lúc đó người ta sẽ ý thức được là cái giá trị của đồng tiền nó như thế nào. Thì đó mới là cái điều mà anh nghĩ là không nên. Là bởi vì sẽ làm cho các em nó hình thành trong đầu nó một cái sự kiêu căng, một cái tính ngạo mạn. Này khi trưởng thành các em sẽ như thế nào nữa? Thì chắc chắn đó sẽ là một cái con người cực kỳ khoe mẽ, sống ảo, sống bằng cái bề ngoài, thì không mang một cái giá trị tốt đẹp cho bản thân cũng như là cho xã hội cả. Nói như vậy không có nghĩa là mình phản đối cái việc mà người khác mặc đồ hiệu, phải không anh? Đúng. Thực sự là những cái món đồ hiệu mình có điều kiện mình có thể mua, tại vì đó là cũng là một những cái sáng tạo của những cái nhà thiết kế rất là nổi tiếng, của những cái nhà mốt nổi tiếng, của những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cái mình đang nói đây đó là cái việc mà cái thái độ đấy. Cái thái độ đối với những người khác. Nhiều khi mình mua cái món đồ đó mình cảm thấy là cho người hàng xóm lát mắt chơi. Chứ không phải là mua cái món đồ đó để thưởng cho bản thân mình. Thì em thấy cái việc đó nó sẽ tạo cái khoảng cách giữa mình và những người xung quanh hơn là cái việc tạo sự hạnh phúc. Anh thích có những cái người á mà họ sành hàng hiệu và họ chơi đồ hiệu một cách trang nhã, và họ thấy rằng đây là nhu cầu của tôi giao tiếp với khách hàng, tôi làm ăn, tôi đi đây đi đó gặp người này người kia, cho nên tôi cần phải có một cái áo đẹp. Và tôi mua cái áo tiền triệu này tôi mặc vào người là vì công việc của tôi, là vì nhu cầu của tôi. Cho nên tôi không việc gì tôi phải khoe khoang điều đó với bất cứ ai cả. Anh thích cái điều đó, tạo cho anh một cái sự thích thú khi anh tiếp xúc với cái người đó. Mình biết họ giàu, họ sang, họ sành điệu, nhưng mà họ không bao giờ họ thể hiện điều đó ra cả. Họ không cần phải thể hiện đẳng cấp, mà đẳng cấp tự nhiên nó toát ra bên ngoài họ. Với lại có những người họ mặc đồ hiệu mà họ không có gu, họ không biết cách phối đồ. Họ có bao nhiêu đồ hiệu mấy trăm triệu cứ giác lên mình mà nó không đâu mua đâu á, nó không có hợp cái này, cái này nó chổi với cái kia. Cái áo thì cổ điển, cái váy thì hiện đại, để cái đôi giày thì nó là ở một cái thời điểm nào đó, nó không ăn nhập với nhau hết, đúng không? Ở đây anh em chúng tôi đang trò chuyện về cái vấn đề này thì không biết là những nghệ sĩ khác, những cái người cũng thường xuyên xuất hiện rất là hào nhoáng trên sân khấu, trên thảm đỏ với những bộ cánh đắt tiền, thì họ sẽ có suy nghĩ như thế nào về những món đồ hiệu? Chúng ta cùng nghe nhé. Công chí Lý Quý Khánh, Gucci, Cholipoli, rất là nhiều những cái thương hiệu khác nữa. Nhưng mà đó là những thương hiệu mà ưu ái nhất. Ngày xưa thì đã từng mua những chiếc túi mắc tiền, nhưng mà rồi sau đấy thì Hà cảm thấy rất là ân hận khi mà phải bỏ số tiền quá lớn như thế để sở hữu một cái món đồ như vậy. Khoảng vài trăm triệu một món đồ, Hà không nhớ rõ. Ví dụ như áo Fashion này, mình mua với giá chưa tới 100.000. Áo Champion mình mua hình như có 50.000 thôi. Mà đa số thì mình sẽ không ưu tiên vào hàng hiệu nhiều, bởi vì mình nghĩ rằng là phù hợp, hợp túi tiền, ngon bổ rẻ thì mình mua thôi. Dạ, đó là một vài ý kiến của anh chị em nghệ sĩ. Và em cũng có cái kinh nghiệm trong cái chuyện này rồi. Trước đây thì khi mà mình làm được nhiều tiền á, thì mình thấy người này người kia mặc đồ hiệu mình cũng rất là thích. Mình cũng muốn được như họ. Cho nên là làm bao nhiêu tiền á, nhiều khi mình cũng bỏ vô đồ hiệu hết trơn anh. Không còn loại cắt, nhiều khi mình bận rất là nhiều món đồ hiệu ở trên người. Thế nhưng mà trong túi mình không cắt đâu. Cho nên là không. Đúng rồi, tài khoản là không đồng. Cho nên là mình cứ vì cái cô kia có cái túi đó, cho nên là mình phải có cái túi giống cổ hoặc là cái túi mới hơn cổ. Tới một lúc nào đó thì mình cảm thấy nó vô nghĩa lắm anh. Tại vì khi mà mình xài một cái túi xong một thời gian là mình chán ngay à. Mình xài một cái túi rất là đắt tiền nhưng mà một thời gian ngắn sau là mình chán ngay. Mình lại thấy người ta có cái túi mới, có cái kiểu mới, thì mình lại phải mua cái kiểu mới đó. Và nó cứ tiếp tục như vậy tới một cái thời điểm mà em cảm thấy là ủa, mình đang chạy theo cái gì vậy? Nó vô nghĩa quá trời. mình đang chạy theo người ta, và mình mua những cái túi đó không phải là vì cái hạnh phúc của bản thân mình, mà vì là mình muốn hơn người ta, mình muốn cho người ta thấy được mình hơn người ta. Cho nên là tới một cái lúc nào đó em cảm thấy là em không cần thiết phải mua thêm túi nữa. Và em thấy là trên thế giới nó lại có cái phong trào là sống tối giản. Có nghĩa là
càng ít đồ càng tốt, và càng ít đồ thì mình lại càng thấy mình hạnh phúc hơn, mình đỡ bận tâm hơn, mình tập trung vào những cái điều quan trọng hơn, đó là những người thân yêu của mình, tập trung vào công việc của mình, tập trung vào sự thăng tiến trong sự nghiệp hơn là cái người kia có cái gì để mình chạy theo người đó. Nếu như mình gạt bỏ đi được bớt những cái nhu cầu xung quanh nữa, hàng hiệu, đồ hiệu, túi hiệu bớt đi được thì có lẽ là mình sẽ thanh thản hơn rất là nhiều. Nhưng mà thật ra nói như vậy không phải là mình phủ nhận, đúng không? Mình không phủ nhận những cái người mà đang sử dụng hàng hiệu, hay là mình không sử dụng giá trị của những món hàng hiệu. Chúng tôi ở đây chỉ muốn nói rằng nếu như mình bớt được cái những nhu cầu của mình, và mình không có những cái ý, những cái tư tưởng là mình cạnh tranh hơn thua với người này người kia bằng những cái món đồ đắt tiền, thì mình sẽ trước tiên là thanh thản, thoải mái, nhẹ nhàng trong tâm hồn rất là nhiều, không phải bận tâm gì trơn trọi. Phụ huynh ngoài cái việc mà chăm sóc đầy đủ về điều kiện vật chất, học tập, ăn ngủ cho các con ra, thì cũng còn cần phải hướng dẫn và dạy cho các con về đạo đức. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Cái nền tảng đạo đức từ trong gia đình nó quyết định nhân cách của một con người về lâu về dài sau này. Với lại trong cuộc sống mà anh, đúng không, anh đâu có biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đôi khi là ngày hôm nay mình có rất là nhiều tiền, mình xài hàng hiệu, cái mình quen với cái việc đó rồi. Tới một lúc nào đó có một cái biến cố nào đó xảy ra trong cuộc đời, mình đâu có ai biết được. Mình không có tiền mình mua hàng hiệu đó thì mình sẽ khổ sở đến mức nào. Cho nên là cái việc mà mình cứ phụ thuộc vào người khác có cái món đồ hiệu gì, mình cứ mua theo họ như vậy, thì nó làm cho tâm trí mình nó bị hỗn loạn lắm, là mình cũng không thể tập trung vào những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình được. Có một cái điều mà anh thấy rằng đôi khi chúng ta cho rằng nó sách vở, nó sáo rỗng, nhưng mà là thật. Là bởi vì người ta nói rằng cái người giàu có thực sự không phải là cái người mà có nhiều tiền, mà là cái người đó trong đầu họ có cái gì. Họ phong phú về kiến thức, họ giỏi về nhiều lĩnh vực khác nhau, thì trong cái đầu của họ là một kho tàng kiến thức, thì đó mới là cái người thật sự giàu có. Thì mình nghe mình nói là trời ơi, sao rỗng, xạo, giờ thứ không có tiền có nói chứ, đúng không? Cái hàng hiệu nó chỉ thêm cái giá trị bề ngoài thôi. Nếu như mình đã có cái giá trị cốt lõi bên trong, đó là cái giá trị nhân nghĩa vừa nói, là cái giá trị về kiến thức, về đạo đức, về những cái cống hiến cho công việc và xã hội, đó là những cái giá trị cốt lõi. Nếu như cái giá trị cốt lõi của mình đầy thì cái hàng hiệu nó sẽ làm thêm vào tôn vinh ngoài, tôn vinh thêm ở bên ngoài. Ví dụ giống như anh nghĩ đi gặp một đối tác, mà cái người đối tác đó vừa bước vào anh thấy là người đối tác đó từ trên đầu xuống dưới chân là toàn hàng hiệu, thì anh có một cái chút gì đó tin tưởng hơn là cái người mà ăn mặc xòe xòa, đúng không? Nhưng mà khi ngồi vào bàn nói chuyện, nếu như anh cảm thấy là cái người đó là một cái người có nhiều kiến thức ở trong cái lĩnh vực mà anh đang làm việc, và có thể hỗ trợ được cho anh, tư vấn được cho anh, thì anh cảm thấy anh hào hứng hơn, và anh cảm thấy anh ngưỡng mộ hơn cái người đó, hơn là một cái người mà mặc đồ hiệu nhưng mà nói chuyện không có kết quả gì cả, và anh cũng không có thu nhập được, anh cũng không có thu thập được cái thông tin gì mới, hoặc là anh cũng không học được thêm từ người đó cái gì cả, và cái hiệu quả công việc nó không có, thì coi như là cái hàng hiệu đó cũng trở nên vô nghĩa. Cảm ơn chị My ngày hôm nay, một cô gái cũng rất là sành điệu, một cô gái đã từng trải qua những cái thú đam mê thời trang và cũng đã biết dừng lại khi thấy rằng những cái món đồ đó cũng chưa hẳn thật sự đã tạo nên cái giá trị cốt lõi cho mình. Thực ra đối với Diễm My là đồ hiệu không xấu, nhưng mà tùy theo cái cách sử dụng đồ hiệu của mình như thế nào thôi. Miễn sao là mình luôn luôn khiêm tốn, mình luôn luôn mở rộng tâm hồn mình ra để học hỏi những cái điều hay, điều mới, để mà trau dồi cái giá trị tinh thần của mình. Thì giống như bây giờ nếu Diễm My mà tặng anh một cái áo hàng hiệu ấy, thì anh sẽ hiểu rất rõ cái giá trị của cái áo đó như thế nào. Được rồi, để bữa sau mà em đi nhiều show hơn, có nhiều cách xe hơn, thì em sẽ mua tặng cho anh Nghĩa một cái áo đồ hiệu. Thực sự là em rất là ngưỡng mộ anh Đại Nghĩa, tại vì anh Đại Nghĩa mặc đồ nhiều khi không phải là đồ hiệu đâu, nhưng mà anh rất là có gu và mặc đồ lên người lúc nào nhìn cũng rất là bảnh bao. Cảm ơn Jimmy đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Gia Nóng đến đây sẽ được phép kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những chương trình lần sau với những câu chuyện cũng như là với những vị khách mời khác hấp dẫn và thú vị không kém. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.